Hội thi gồm 2 phần, thi gói, nấu bánh tét và thi trang trí mâm ngũ quả. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn và phát huy phong tục, giá trị văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.